người, mình là Phượng Linh, hiện tại mình là chủ của server Phượng Linh. Mình có tham gia hội ở trên hội Phương Sâm á. Mình thấy bắt đầu là mình chỉ thấy hình ảnh của cô Dung thôi, thì mình có xem thử, nhưng mà mình bất ngờ là khi mà hiệu ứng sao băng của cô cho một bằng mẫu trên hội rất là đẹp. Cái hiệu ứng nó chuyển từ đậm sang ngọt rất là nhẹ nhàng, nên mình có tìm hiểu về cô Dung và đi học. Cô sẽ trực tiếp kèm mình, khi mình thiếu chỗ nào thì cô sẽ sửa ở đó, rất là ok. Học ở đây thời gian ngắn nhưng mà rất là hiệu quả. Mình có học và tìm hiểu, mọi người cũng dạy rất là ok, nhưng mà quá đông thì hiệu quả sẽ không ok. Mình không biết riêng ngay, mình nói thật lòng là như vậy. Nói chung là cảm ơn cô rất là nhiều. Cô có những khóa học ở Hà Nội và Sài Gòn. Nếu mà bạn nào muốn mình có những cái kiến thức sâu rộng hơn, hoặc là muốn biết nhiều hơn về cái đồ chuyển màu của chân mày, nhăn nhó của chân mày, thì nên tìm hiểu về cô Dung nha. Rồi, bye bye.